Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một con Samsung Note 20 Ultra các bác nhé. Thì em đang đeo cái ốp cho nó đây. Thì em sẽ tháo nó ra. Thì cái ốp này và cái bộ sạc này cũng sẽ bán kèm cái con này các bác nhé. Thì các bác yên tâm là các bác mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Thì cái con này cũng nói trước luôn là nó không còn đẹp mấy đâu. Cái ngoại hình ấy, cái vỏ ấy, không đẹp mấy đâu, tuy nhiên vẫn còn khá là đẹp nha các bác nhá, và màn hình chưa hề ám ố nhá, và còn rất là đẹp, gần như không có xước nha các bác nhá. Tại vì cái con này là vừa rồi em mới bóc cái miếng dán PPF cho nó nhá, thì trên đây là nó còn khá là đẹp. Thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình của nó luôn bây giờ đây. Thì cũng nói luôn ý, con này là con Note 20 Ultra, cái bản này bản 12 GB và quên 12 GB và 128 GB nhá các bác nhá. Và nó có hai sim, một là vật lý và một là eSIM thôi nhé. Rồi, ok, em sẽ lọc qua đi cho các bác xem. Đây thì trước tiên ấy, là cái cụm camera đây, thì các bác thấy đây, cụm camera con này còn khá là đẹp các bác nhé. Đây các bác hoàn toàn có thể thấy là soi dãnh điện thì nó cũng không bị xước với đâu, lại còn khá là đẹp đấy các bạn đó. Tuy nhiên thì cái phần lưng này đây các bác thấy không, nó cũng đã bị hơi hơi bị xước xước nhẹ nhẹ này này đó. Cái này thì thực sự là phải nghiêng điện như này thì các bác mới thấy thôi đấy. Ok, đây chữ các số má của nó đây, email đây các bác nhé, 70876. Tí nữa em sẽ vào vào luôn các bác nhé. Rồi, xin cho bác xem để xem biết nó có trùng với mây không. Đây 80876, ok các bác nhé. Rồi đây hai sim các bác nhé, một vật lý một eSIM này đó. Ok, đây còn đây là cái cạnh dưới đây các bác. Cạnh dưới thì nó cũng em thấy là nó cũng hơi xước rồi đấy. Đấy, hơi xước dầm dầm này. Đấy, và chỗ này thì bị xước hơi nhiều, cái này chắc ghi cả vào tường này. Đó. Chỗ chỗ cái bút này hơi xước này, chỗ cái góc này này, đó. Ok, còn cái cổng sạc thì còn rất là ngon. Cổng sạc thì cái thằng em nó cắm cũng cũng nhẹ nhàng cho nên nó còn khá là ngon. Đây. Còn đây là cạnh trái thì các bác, cạnh trái thì đây các bác thấy đây cũng có vài cái vết tróc sơn ý. Thì các bác biết rồi, cái dòng S20, S21 thì S22 cả cả S23 nữa nó cũng hay bị tróc sơn lắm đó, các bác thấy không đó. Ok, còn đây là cạnh trên này đó, cũng khá là có vài vết xước các bác nhé. Thì em cũng bảo từ đầu là con này không phải là đẹp nét, con này thì gọi là ok thôi. Đó. Đó, rồi, còn đây là cái màn hình đây. Các bên tâm thì con này được cái là cái màn hình của nó còn 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 khá là đẹp đấy các bác. Vì nó được dán PPF mà. Vừa giờ em mới bóc ra thôi. Đây. Có thể còn một vài cái vết bụi thôi các bác, khó lau quá. Đây các bác, đó các bác thấy không, khá là khó để mà thấy được cái vết xước ở trên cái màn hình này, tại vì gần như là nó không xước mà các bác, gần như là thế đó. Không biết soi kiểu gì để các bác thấy được, nhưng mà đây em đang soi các kiểu này, ánh điện đủ kiểu đây các bác. Tại vì cái màn hình ấy, nó là cái quan trọng nhất, cho nên là các bác sẽ quan tâm là cái màn hình, thì các bác yên tâm nhé. Cái màn hình này chưa hề ám ố và phải nói em thấy là rất là đẹp. Nó gần như là không có vết xước nào các bác, gần như thôi. Chắc là cũng có vài vết xước dăm nhưng mà em nhìn nó rất là đẹp các bác nhé. Rồi ok. Thì em sẽ test vài cái chức năng cho cơ bản cho các bác xem. Thì các bác yên tâm nhé, sạc các thứ thì ok hết. Đây, em sẽ cắm sạc cho bác xem luôn. Đây cắm cái cổng 18W này. Đấy. Đang sạc này. Đây, em sẽ cắm cái cổng 25W này.
Điện sạc siêu nhanh luôn. Đó các bác, sạc siêu nhanh luôn. Ok. Sim sóng này. Viettel bình thường nhé, tiệm cận bình thường này. Đó. Ok. Thì thực ra cái con này cũng chả có mấy cái để kiểm tra đâu, em kiểm tra bằng cái lệnh trực tiếp của nó thôi. Đây, màu này, đỏ bình thường này, xanh này, blue này, mấy cái linh tinh này không quan tâm vậy. Rung này, rung rất mạnh các bác nhé. Cam này, dài cam các thứ này. Thì các bác yên tâm, cam thì tiêm ram test thẳng vào cái kia luôn. À, con này thì em thấy là app nó nhảy yếu rồi các bạn. À, đây, em sẽ cho các bác xem luôn. 1013.9 đúng không? Đấy, nó gần như là không còn nhảy nữa các bác nhé. Nó có nhảy nhưng mà nó ít, thì em cảm giác như là cái lưng của nó hở hơi hơi một chút rồi sao, kiểu kiểu như vậy. Thì các bác biết rồi, cái dòng mấy cái dòng này của Samsung thì nó hay bị cái hiện tượng bị hở ấy, hở lưng ấy, cho nên dùng một thời gian kiểu gì nó cũng bị. Cho nên con này nó zin cho nên nó sẽ bị thôi. Thì cái này fix dễ thôi, thì các bác chuyên nghiệp thì các bác sẽ có cái dòng khác ấy. Các bác về tháo cái lưng này ra, dán lại cái dòng này là nó lại có áp thôi. Các bạn yên tâm nhé, em thì em không có cho nên thôi em cứ để vậy thôi. Ok. Cam trước này. Đó, yên tâm, các bạn yên tâm nhé. Thì cái clip này đang quay bằng cái con Samsung S24 Ultra các bạn nhé. Xem các bác xem chất lượng là thế nào. Ok, mic này, cấp mic này, mic ở dưới này. Ok này. Mic trên này. Ok này. Đây mic ở đây nữa này. Chả biết mic này chỗ nào nhưng mà vẫn còn bình thường các bác nhé. Ok, S-Pen này. S-Pen này chả biết test kiểu gì. À, phải bỏ mở đây ra test các bạn. À, phải có bằng dùng S-Pen để test được. Đó các bác thấy không? Thế ở cái cạnh này này, khi mà các bác dùng cái màn hình cong ấy, nó sẽ bị trượt xuống, à, cho nên hơi hơi củ chuối. Cho nên đến đời S24 nó đỡ hơn các bạn, tại vì S24 thì cái màn hình nó phẳng hơn. S24 không phải là phẳng hoàn toàn nữa các bạn nhé. Cái hai cái viền bên này nó hơi cong nhẹ một chút đấy, chứ không phải phẳng hoàn toàn như mấy ông YouTuber khác nói đâu. Công bảo là phẳng hoàn toàn sai các bạn nhé. Nó vẫn hơi cong một chút đấy. Ok, còn gì đâu nhỉ? Em xem còn gì nữa không? Đây màu đen này, không có gì luôn các bạn nhé. À, các cây này, phím trên này, phím giảm này, đã có hết bình thường hết nha các anh nhé. Ok, cái camera thì em phải vào đây em test luôn. À, camera trước này bình thường nhé, góc gần góc rộng này. À, đó, bình thường hết các bác nhé. Thì nói chung các bác yên tâm, tại vì cái máy này là cái máy của thằng em nó dùng được khoảng tầm 3-4 tháng rồi ấy. Thì hoàn toàn là nếu mà có lỗi thì nó đã báo em rồi, cho nên các bác yên tâm về cái chức năng của con này hoàn toàn là bình thường hết các bác nhé. Chỉ có là các bác xem là có phù hợp với cái ngoại hình của con này không thôi. Đấy, chứ còn chức năng thì các bác hoàn toàn yên tâm, con này thì không còn áp. Thì khi mà bán khi mà các bác mua thì các bác sẽ tặng cái ốp này này, được tặng ốp này. Cái ốp này cũng thuộc dạng ốp bình thường thôi, không phải là đẹp cho lắm, không phải là xịn cho lắm. Và cái bộ sạc của nó nhé, thì bộ sạc này ấy, thì như bên cung cấp cho em ấy thì bảo là sạc zin chính hãng đây, thì thực ra là em cũng thấy nó có vẻ là ngon thôi, chứ nếu mà bảo chính hãng thì em cũng không được tin cho lắm. Thì thôi, các bác cứ yên tâm, cái nhà sản xuất thì bảo là bao là các bác cứ bóc mềm là thoải mái, cầm nó cũng nặng tay lắm các bạn. Và em cũng sử dụng rồi, em sử dụng cho ngay cả con S24 Ultra em đang dùng đây thì vẫn dùng bình thường và sạc nhanh, siêu nhanh bình thường các bác nhé, và không hề bị cái hiện tượng mà lag hay là bị giật giật cái màn hình đâu, cho nên các bác yên tâm. Đấy, rồi ok. Thì bác nào cần con này thì liên lạc em ở số ở góc màn hình này các bác nhé. Ok, chào các bác.